Nhưng mà giờ chủ nhân luôn nảy mạnh, có mã số là 002. Bởi vì chủ nhân luôn nảy, chủ nhà số 002 luôn nảy mạnh. Hoặc là số là chủ nhân Trần Văn Đức. Ở đây xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Trung Nhũ, trưởng ban giám khảo, lên theo.